Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the leaks in the band. Legacies. One man, one camera, one mission. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Như lần trước mình đã hứa với anh em thì mình sẽ làm một video nhỏ nhỏ chia sẻ cách build nhân vật DK khi mà đi PVP của mình. Và hy vọng là video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho anh em. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem vật phẩm mình sử dụng là gì, cách tăng pool ra làm sao và master cộng như nào. Bắt đầu thôi anh em. Rồi, đối với DK ở season 18 trở lên, 18.2 trở lên thì chúng ta sẽ có một vật phẩm mới mang tên UR nha anh em. Và UR để sử dụng cho DK đi PVP thì anh em bắt buộc thấp nhất là phải có hai hộp Depth Level cũng như là Depth thuộc tính, tức là tăng phòng thủ vật lý và phòng thủ thuộc tính nha anh em. Đây là hai cái option, hai cái dòng bắt buộc mà anh em phải có. Nếu như mà anh em có khả năng hơn nữa thì anh em có thể lấy cho mình thêm một hộp nữa, tức là ba hộp, bao gồm tăng phòng thủ thuộc tính, tăng đam thuộc tính và tăng phòng thủ theo level, hoặc tăng phòng thủ theo level, tăng đam theo level và tăng phòng thủ thuộc tính nha anh em. Hai cái lựa chọn đó nếu như anh em có thể thì anh em build tốt nhất, hoặc tối thiểu thì anh em phải có hai hộp cho mình. Tiếp tục, đối với season cao thì là khuyên tai của DK sử dụng khi đi PVP thì sẽ là khuyên tai 9% crit dam của những loại Island Dam. Đây là bắt buộc anh em. Ngoài ra anh em có thể lựa chọn option thứ ba của nó, có thể là tăng mana hoặc là khả năng hồi AG cũng như là tăng speed, mà tốt nhất thì sẽ là speed nhé, bao hộp speed và hai hộp 9%. Đối với khuyên tai bên trái thì anh em có thể sử dụng cho mình là tăng Excellent Dam, tăng Dam Attack Power. Và cái dòng thứ ba nếu như có thể thì anh em sẽ lựa chọn là Skill Dam. Đó. Rồi, đối với áo quần thì chúng ta sẽ sử dụng set rút chính cộng 15 với việc hàm tất cả star lên 15 điểm và giảm sát thương đi 75 mỗi món anh em. Và tối thiểu nữa thì anh em sẽ phải bắt buộc khảm Harmony mới đi đánh nhau được. Harmony thì anh em sẽ khảm cho mình là 5% HD Raptor là điều cái tối thiểu. Nếu như có thể anh em tiếp tục lựa chọn cho mình chuyển mana thành máu, lấy 120 máu. Và cái thứ ba sẽ là giảm đam đi 45 điểm anh em, DD45. Rồi, đối với vòng cổ thì bắt buộc đối với DK sẽ sử dụng là Battle Jasper để chống khả năng xuyên giáp khi mà gặp cả cái nhân vật có khả năng tele mình không thể đối đầu trực tiếp được, ví dụ như là con SM hoặc là con Kudun thì mình phải chống chịu được một lượng đam của nó trước thì chúng ta mới gây đam trở ngược lại sau nha anh em. Thì dòng của nó sẽ là 10% level 20 và 7 speed. Ngoài ra đối với Sích để khảm cho vòng cổ thì anh em sẽ ưu tiên lựa chọn cho mình hai option là phản đam cũng như là giảm sát thương. Ở đây thì mình đang sử dụng là viên DD giảm sát thương level 10 13% và viên phản sát thương là level 9 cũng 13% nha anh em. Rồi, đối với ring thì anh em sẽ sử dụng cho mình là ring ultimate này nó sẽ giúp cho em chống đi 3% double dam anh em phải chịu đấy, giảm cái tỷ lệ anh em dính double dam đi đó, anh em sẽ trâu hơn rất là nhiều. Đối với wing thì anh em sẽ sử dụng là wing xuyên giáp nhé, bắt buộc đối với DK là wing xuyên giáp. Và dòng thuộc tính thì anh em có thể sử dụng dòng death level và dam level như mình, có dòng nào thì xài dòng đó nha anh em. Rồi, đối với vũ khí thì sẽ bắt buộc anh em xài cho mình là khảm harmony làm giảm tăng cái tỷ lệ đánh xuyên SD 10% nha anh em. Cái này là bắt buộc để giúp cho mình đánh gây khừ đối phương đấy. Và hai cây của chúng ta SD reduction rate đi tổng là 20%. Rồi, mình sẽ sử dụng đại quỷ và ring phù thủy để tăng lượng đam tối đa có thể nha anh em. Chúng ta sẽ tăng lượng đam tối đa có thể. Đối với tay thì chúng ta có thể sử dụng là tay socket. Khi mà sử dụng tay socket thì chúng ta sẽ yêu cầu là viên xích của chúng ta thì viên xích chẳng sát thương và viên xích phản sát thương, hai viên này thì đều phải level 6 thậm chí là level 7 trở lên thì mới có tác dụng nha anh em. Còn nếu không thì anh em sẽ sử dụng cho mình là tay siêu lần thì nó sẽ cũng mang lại cho anh em một lượng phòng thủ rất là lớn. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng C cách tăng pool. Thì trước khi đi đến với bảng C cách tăng pool thì mình build nhân vật của mình khi có EE book nha anh em. Đó là cái lý tưởng mình mong muốn. Và khi đi PVP thì mình luôn luôn mang theo EE book của mình để book sẵn trước, sau đó mình mới đi đánh nhau. Nên pool của mình anh ấy thì phải theo EE. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bay lên map và đợi EE book và mình show vào pool cho anh em thấy. Rồi, như vậy là mình vừa cho con EE book của mình book xong và bây giờ chúng ta sẽ xem bảng C của mình được tăng như nào. Trên đây là bảng C của mình nhé anh em.
Đối với bản thân Paul thì level của mình ở server chính đã đạt mốc là 1550. Như anh em đã biết, mình đã có một video về hành trình lên level từ level 1 đến level 150 của mình. Anh em có thể xem lại trên kênh Vũ Đài Gaming của mình nha. Rồi chúng ta sẽ phải bắt buộc ăn hoa quả để chúng ta có thêm 127 Paul. Chúng ta cộng vào bất kỳ ô nào mà anh em muốn. Đối với dòng sức mạnh thì mục tiêu của mình là tăng 2001 strength để có thể có được lượng đam bonus. Khi mà anh em lớn hơn 2000 thì anh em được bonus thì như là 30% đam thì mà, hay 2500 gì đấy, mình không nhớ rõ lắm. Nói chung là con số tối thiểu là 2000. Rồi đối với nhanh nhẹn của mình thì mình là lấy tối thiểu là 1501 để được bonus điểm phòng thủ. Lúc này đép của mình sẽ đạt được là 12271. Nếu anh em sử dụng tái sốc anh em không sử dụng tái socket mà anh em sử dụng tái excellent thì lượng đẹp của anh em có thể lên đến 14.368. Nhưng tay excellent nó chỉ có tác dụng tốt khi mà anh em đi solo 1-1. Còn khi mà anh em bị đánh hội đồng, bị nhiều người đánh một lúc thì tay socket với viên xích giảm sát thương chính trở lên thì nó là chân ái anh em. Nó sẽ giảm cho anh em rất là nhiều đam mà anh em rất là khỏe. Rồi mình sẽ có speed là bao nhiêu? Speed của mình bây giờ sẽ là 233 speed. Tại sao mình lại tăng 233 speed? Tại vì đối với DK thì cái speed anh em lựa chọn là nó sẽ có hai mốc cơ bản là lớn hơn 188 và lớn hơn 230. Thì đối với hai cái ngưỡng này thì DK nó sẽ có tốc độ đánh cũng như lượng đam gây ra nó khác nhau hoàn toàn anh em. Và là gần như là tối ưu nhất, anh em sẽ lựa chọn một trong hai mốc đó. Và khi mà mình đã có được 1500 agi rồi, lượng đép cũng tương đối ổn thì mình sẽ đạt được là 233 speed. Ngoài ra mình có thể sử dụng các cái vật phẩm tăng speed khác, ví dụ như búp bùa các kiểu thì mình có thể đạt được là 253 hoặc là thậm chí lên đến 270 speed nha anh em. Nếu như mà có con top run hôm qua anh em xem livestream anh em có thể thấy thì con run witcher nó boost speed cho mình thì mình có đạt đến ngưỡng là 184/184 max speed nha anh em. Rồi máu thì mình sẽ không tăng, mình sẽ lấy pool cơ bản từ ép búp và lượng đồ mang lại. Đây là cái điểm mà được chúng ta được bonus được tăng thêm nha anh em. Rồi đối với năng lượng thì mình sẽ tăng tất cả các cái điểm còn lại, bao nhiêu điểm còn lại mình sẽ dồn hết vào năng lượng. Và năng lượng mình đạt được là 1670. Anh em lưu ý cho mình, từ cả cái season 18 trở lên thì lượng đam DK khi đi PVP lẫn PVM đều phụ thuộc vào NE. Tức là năng lượng của anh em càng cao thì lượng đam anh em gây ra càng lớn. Với cách build như vậy thì lượng crit đam mình đạt được là 70, thì cell đam mình sẽ là 49%, đúc một đam 22 bằng với xuyên giáp cũng là 22% nha anh em. Và tỷ lệ triple đam, đam nhân 3 là 12%. Đổi lại như vậy mình cũng có được một lượng phòng thủ khá là tốt khi mà phản sát thương 100% của mình lên đến 4%. Và mình có thêm 4% hồi phục tất cả HP cũng như là 4% hồi phục tất cả SD. Tỷ lệ hồi phục chứ nhé, có tỷ lệ 4% nó sẽ phun đầy lại máu của mình cũng như là phun đầy lại cây SD này giáp vàng của mình luôn. Rồi mình cũng sẽ có được là 1686 điểm basic death. Đối với basic death thì chúng ta sẽ không bị xuyên giáp nhé nhé. Trước khi xuyên giáp thì nó phải trừ được cái lượng đẹp này đã thì nó mới đâm vào máu của chúng ta được. Đấy, cực kỳ lợi hại nhé mà. Rồi một cái yếu tố ngoài lề nhỏ nữa là khi anh em đi PVP ở các cái season cao thì anh em sẽ phải sử dụng cho mình là sách thuộc tính cấp cao, tức là sách thuộc tính Antonia Sword, bắt buộc anh em sử dụng Antonia Sword. Và anh em sử dụng cho mình là option 11 death và tăng death cũng như là tăng death cơ bản của thuộc tính. Khi mình sử dụng cái đẹp cơ bản đây, khi mình sử dụng cái đẹp cơ bản thì anh em có thể thấy lượng đẹp PVP của mình lên đến 3600. Đôi khi nha, đối với những con khắc hệ thì lượng đẹp của mình lên đến 3971, và thấp nhất đối với những con mà cao tơ mình thì đẹp của mình cũng là 3565. Đổi lại thì lượng đam nó không được nhiều nha mà. Khi mà sử dụng Anthony thì chúng ta chủ yếu là phòng thủ là chính. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với bảng Master Level 400. Đối với bảng Master Level 400, đầu tiên chúng ta sẽ đi đến cột phòng thủ Protection. Mình sẽ tăng 151 điểm vào ô này và 153 điểm vào ô tấn công. Đối với ô skill thì mình chỉ có tăng 96 điểm và cụ thể từng điểm như sau. Đối với cái cột tăng tỷ lệ phòng thủ thành công PVP thì và lượng tấn công thành công PVP, đây là hai ô bắt buộc anh em phải tăng 20 điểm nhé anh em. Anh em sẽ phải tăng 20 điểm cho mình. Và 10 điểm là những cái pool cơ bản, anh em không thể thấp hơn được. Và lấy cho mình 11 điểm khả năng hồi AG để tỷ lệ hồi AG của anh em rất là nhanh, anh em không bị mất AG trong quá trình anh em đánh nhau cũng như đi trên. Và 10 điểm đẹp cơ bản. Ở đây lưu ý cho mình đã tăng 19 điểm vào phản 100% sát thương. Nếu anh em cảm thấy không thích thì anh em có thể tăng 1 điểm nha anh em, 1 điểm hoặc 11 điểm. Còn giữ bao nhiêu điểm đó anh em có thể đẩy lại cho mình vào tăng pool của NE hoặc là tăng pool vào VIC, đó là tùy anh em.
Ở đây thì mình chỉ có tăng 13 điểm vào nhanh nhẹn và sức mạnh, là mình đã đủ cái tỷ lệ là 2.000 sức mạnh, 1.500 năng lượng và 1.500 nhanh nhẹn và 1.600 năng lượng rồi nha em ạ. Nên mình không có tăng có nhiều nữa. Và bắt buộc của mình là mình sẽ tăng tiếp vào ô chống xuyên giáp. Đó, chống xuyên giáp thì chúng ta sẽ bị đỡ sốc đam hơn rất là nhiều. Rồi, đối với cái ô tiếp theo là ô skill. Thì ô skill thì đối với attack success rate chỉ có tác dụng trong PVM. PVP không có ảnh hưởng nhiều nhé, không có ảnh hưởng đâu. Điều đó nó được thể hiện ở đây này anh em. Điều nó sẽ thể hiện ở attack rate này này. Anh em tăng attack rate này càng nhiều thì cả điểm attack rate 13.425 nó sẽ tăng càng lớn. Nhưng nó không tăng PVP attack rate này của anh em nhé anh em. PVP attack rate này nó chỉ tăng khi mà anh em tăng vào ô này cho mình này. Ô attack rate này. Ok chưa? Và tăng nhanh nhẹn thì nó sẽ thay đổi. Ở đây mình có một cái là combat power 287. Đây anh em. Là nó sẽ được combat power theo vũ khí và cũng như là sức mạnh cộng thêm nhé, cũng như là lượng skill down. Đây mình thả xuống anh em thấy này, còn 160 à. Giờ mình mang lại này, nó lên 287. Ok chưa nhé. Rồi, đối với Super Fury bắt buộc chúng ta sẽ phải tăng để tăng rank lên. Và Weapon Mastery là cả skill cơ bản để mở khóa các skill tiếp theo. Ở đây mình sẽ lấy 10 điểm máu và 13 điểm máu để có được một lượng máu tương đối ổn. Và có một điều đặc biệt ở đây là mình chỉ lấy 12 điểm combo. Vì chúng ta không có quá nhiều điểm nên chúng ta phải cân đối giữa các điểm đã tăng và các điểm còn lại. Thì mình cân đối thì mình thấy 12 điểm là nó vừa tròn 11% tăng đam combo nhé nhé. Chúng ta không cần tăng quá nhiều, tăng lên 14-15 điểm cũng như vậy. Từ khi anh em tăng lên 18 điểm thì nó mới lên là 13% anh em ạ. Rồi, đối với ô tấn công thì như mình đã nói, attack rate này là chỉ là attack PVP, bắt buộc chúng ta phải tăng 20 điểm. Và chúng ta đang sử dụng vũ khí một tay nên chúng ta sẽ phải tăng vào ô skill One Hand Sword này 11 điểm. Hoặc nếu như anh em không thích cả cái ô này, anh em có thể giảm bớt về 10 thì anh em dồn lên skill vũ khí một tay này lên 17 hoặc là 20 điểm, tùy anh em nếu như anh em muốn lấy nhiều đam hơn. Tiếp tục mình sẽ chỉ lấy là 10 điểm vào giảm mana khi sử dụng skill. Bởi vì mình không tăng gồng máu mình sẽ phụ thuộc vào con EBK book của mình chứ không phải là do con SBK của mình đi book nha anh em. SBK của mình chỉ là đi chết người thôi. Rồi, đối với mình max power này thì chúng ta chỉ lấy 11-13 điểm sẽ là tối ưu nhất. Và bắt buộc là 19 điểm hồi 100% HP cũng như là 19 điểm hồi tất cả SD. Đây là hai ô cực kỳ quan trọng. Bắt buộc anh em phải lấy 11 hoặc 19 điểm để có thể lấy tròn 3 hoặc 1%. Tương tự đối với đúc bộ đám cũng như là xuyên giáp, anh em cũng phải lấy 19 điểm hoặc là 11 điểm. Nhưng mà tốt nhất theo mình thì anh em cứ để 19 điểm hết cho mình nhé anh em. Và dư 2 điểm thì chúng ta sẽ tăng lấy 1 điểm vào hồi 100% mana cũng như là lấy 1% tăng đam crit, tỷ lệ xuất hiện crit đam nhé anh em. Đấy, trên đây là sẽ là bảng Master Level 400 của mình. Rồi, Master Level 800 thì như nào? Đối với Master Level 800 thì mình sẽ sử dụng skill tăng vào 2 skill khi mà anh em đã đạt ngược level là 1550 thì anh em có thể tăng 2 skill như mình. Đây, một skill là Fire Blow, nó sẽ mang lại cho lượng đam anh em rất là lớn nhưng mà chỉ là một mục tiêu nha anh em. Còn đối với đa mục tiêu thì một số lượng mục tiêu lớn nhiều thì anh em nên sử dụng cho mình là Sword Blow. Và PVP thì tùy anh em, sử dụng hay Fire Blow đều được, tùy trường hợp mà anh em sử dụng. Và cả hai cái này mình đều phải tăng vào chảy máu nhé. Mình cảm thấy tăng vào chảy máu thì một lượng đam gây ra nó rất là đều và nó rất là dày anh em ạ. Đối với Master 800 thì rất là dễ, anh em chỉ việc tăng cho mình là full hết tất cả các cái ô tăng đam của skill ở trên này, hàng ngang trên này. Và lấy như mình để có thể được mở khóa được các cái skill bonus. Đối với bonus này là lấy 40 điểm cho tăng thêm 2800 máu. Và đối với hai cái ô tăng tôn tức là tăng điểm cộng thêm ở đây thì mình sẽ lấy hết tất cả vào nhanh nhẹn nhé, tăng lên được 1169 điểm nhanh nhẹn anh em, là nhờ vào hai ô này này. Đó, hai ô này và ô này là hai ô bonus. Tiếp tục mình cũng phải lấy 4 điểm để tăng đép basic đẹp cơ bản và lấy 40 điểm cho phòng thủ cũng như là tấn công của Win 4. Đó, hai ô này thì anh em có Win 4 thì anh em mới tăng thì nó mới có hiệu quả nha anh em. Nó giúp cho anh em lên được 280 đép cũng như là tăng cho anh em được 280 đam. Đó. Rồi ở ô skill đam thì tất nhiên là 40 điểm rồi. Và ô increase đam cũng vậy, 40 điểm nó sẽ cho anh em là 520 điểm đam. Tương tự đối với Fire Blow thì mình cũng tăng vào chảy máu và lấy 30-30, 20-20. Ok cho anh em. Là lúc bây giờ là anh em đã bắt đầu dư điểm rồi anh em ạ. Thậm chí anh em có thể tăng thêm vào Distart cũng được nữa cơ. Rồi, trên đây là tất cả những cái build, hướng dẫn build của mình chia sẻ.
Rồi, trên đây là một cái chia sẻ nhỏ về nhân vật DK Arm Dragonet của mình. Tuy rằng không phải là top 1 PvP của server, nhưng mà cũng nằm trong top 3, top 3, top 5 của server đấy anh em ạ. Cũng không phải để nổi là quá là tệ, gặp là không ngã ai bao giờ, đúng là xúc. Đấy, thì tiếp theo là sẽ một số cái video nhỏ, một số đoạn video nhỏ của mình trong quá trình đi PvP để anh em trải nghiệm khả năng của em đó trong quá trình giao tranh. Anh em chúc anh em xem video tiếp theo vui vẻ và đừng quên để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay và muốn hỗ trợ mình thì có thể donate cho mình vào link Momo mình để trên màn hình nha anh em. Anh em chỉ cần quét mã QR là được. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.